Con Ơ cậu người cậu cậu hả? cái chế độ mới này, cái chế độ mới này cậu Hả? Làm cậu sao? cái chế độ mới này đang bị chạy nhanh đúng Ừ. không? Rồi mà cậu đứng yên ý, cậu không chạy, cậu đứng yên một chỗ ấy, nó có hiệu ứng đẹp lắm nhá. Hiệu ứng gì? Kiểu bình thường chạy nhanh thì nó sẽ chạy nhanh đúng không? Còn cậu đứng yên thì ứng đẹp lắm. Đâu? Đấy, đẹp 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 vãi chưởng, hiệu ứng đẹp không? Đẹp không? Anh chỉ biết cầm nghiến nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không được bên em. Lừa rồi. Đẹp vãi, oh my god, sao đẹp vãi. Sao còn cho vẩn vậy nghe? Trước khi vào video của mình thì mình muốn giới thiệu với các bạn qua về shop bạc của mình nhé. Thì đây là shop bạc shopanhi.com. Các bạn nhớ vào đây để nhận quà hàng ngày. Nhận quà với khẩu mờ 10145 tộc vào trợ thủ Wargame mới này. Đó. Anhi tặng quà bạn sự kiện mờ 10145 tộc. Mình nhận được 796 kim cương khi mà mình nhận quà đăng nhập của mình nhá. Các bạn nhớ vào đây để thử vận may nha. Và mình sẽ quay thử vòng quay hot. Bây giờ nó là M10145 tộc. Quay một lần thì giá bạc này các bạn nên quay nhiều lần nha. Ví dụ như quay 7 lần thì với giá có 100.000 đây này. Khá là rẻ đúng không? Thì tôi sẽ quay luôn nhá. Đây bên này có những cái bạn mà bạn ấy đã trúng thưởng và rút về này. Wow. Đó thì mình quay 7 lần thì mình trúng được 3.993 kim cương. Các bạn nhớ vào đây và thử vận may hàng ngày nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Anhi đây. Hôm nay thì mình sẽ quyết định là solo để xin vào trong quân đoàn của Nghiêm. Nghiêm mới lập quân đoàn mới đó mọi người, đó là quân đoàn gà đột biến. Thế nên là bạn nào muốn gà đột biến thì tôi đặt cái tên là gà đột biến luôn ý. Nếu bạn nào có nhu cầu muốn vào quân đoàn của Nghiêm thì các bạn có thể gửi cái mail cho Nghiêm ở trên kênh về nhá. Đây, ok, thì bây giờ mình sẽ mời Nghiêm vào và thử xem nếu như mà mình đòi làm chức chủ quân đoàn thì Nghiêm có cho mình làm không nha. Ok. Hello. Hello. Hello, là quân đoàn mới hả? Là quân đoàn mới không tính mời tôi vào luôn hả? Người ta lập từ 3 ngày trước, 4 ngày trước rồi kêu con mới. Mới 3 ngày trước rồi cậu. Hôm đấy là còn đang dỗ nhau, không nhớ ra là cậu có là quân đoàn. À thế à? Mà cái bộ đồ kiểu gì đấy? Cậu mới thế rồi. Sao cậu mặc cái bộ đồ gì phải từ trên đến dưới nó màu đỏ đấy, xong tự nhiên đôi giày màu trắng vậy cậu? Sao nhìn nó vô lý thế? Chủ quân đoàn là gì? Như này á hả? Chủ quân đoàn mà đồ. Không biết ăn mặc, không biết phối đồ như này mà cũng được á hả? Cái gì? Cái này mà kêu là không biết phối đồ á? Cái này là phong cách từ châu Á đến châu Âu đến tận Ấn Độ, các kiểu là điều vẫn kêu không biết phối đồ. Tôi không thể nào mà để thành viên quân đoàn cậu chấp nhận một chỉ huy quân đoàn không biết cách ăn mặc như thế này được. Này á, cái quần tôi sang tận nước 34 tôi mua, cái giày tôi mua ở chợ giá 25.000, cái chảo tôi không phải qua tận nước nào đấy tôi mua nhá. Còn cái áo tôi phải cắt bớt vải đi nhá, đừng đùa. Tôi nhìn tôi không thể nào chấp nhận được, cái chức thành viên quân đoàn cậu cũng khó chịu lắm ấy. Tôi làm chủ quân đoàn luôn. Bây giờ cậu phải chuyển cho tôi là chỉ huy quân đoàn. Cậu chỉ làm thành viên thôi. Thành viên thì chỉ làm bắn hay thôi. Còn chủ quân đoàn là phải từ trên xuống dưới là tát lên khí phái. Cậu hiểu, cậu nhìn cậu xem có tát lên một tí khí phái nào của chủ quân đoàn không? Không hề. Cậu chỉ huy chắc quân đoàn tôi là rác mẹ luôn. Bây giờ không chịu đúng không? Ừ, thế nhiên là không chịu đi solo đi. Đứa nào thắng đứa đây làm chỉ huy, ok chưa? Solo nhá. Được. Ok rồi. Nhưng mà có không đứa nào được dùng bom keo nha, tại vì tôi không biết dùng bom keo. Rồi, cậu chấp không, luôn. Cậu không được bắn súng. Ta tát cho em ạ. Tôi chỉ dùng lục được chưa? Ok, vô nè, tôi tạo phòng. Cậu bảo là cậu chỉ mua lục thôi đấy, cậu đừng có mà điêu. Ừ, lục, chỉ lục thôi được chưa? Cho lục thì đừng mua súng với giáp nha. Đừng mua giáp nha. Ôi giời, cậu ơi, gì đây, what the fuck? Tôi bị The Flash đập, gì đây? Ủa cái gì? Ủa, cậu ơi, tôi để nhầm sang cái 200%, nó chạy như điên ý. Tôi cảm giác như kiểu tôi đang hack vậy đó. Ôi thành The Flash rồi cậu ơi. Này quên mất, tôi không chỉnh cái cái nhảy cao nữa. Chỉnh cái đây còn nhảy cao nữa. Cậu bảo không, cậu thua trận này rồi. Tôi bảo cậu là gì? Không được dùng bom keo, cậu phạm luật. Quên, không, tại cái... không biết, thua một trận tại rồi. Để... không, tôi không tại biết. Để cái này, không nói biết. Chung là tôi không biết.
Chơi dơ quá à. Ê, hay giờ tí nữa nếu như mà tôi thua chơi thêm trận solo nữa nha. Vậy thế? À, chơi vào trận tôi lập phòng đấu thường ý. Thế sao rồi là tôi để 200%, nếu như mà cậu bắt được tôi thì tôi thua. Ok. Không ai thua được kiểu này đó. Không mà, tại cái dùng lục chứ sao mà bắn. Thì đấy là việc của cậu kìa, cậu có ra cái luật gì đâu, cậu bảo luật tôi mà. Và dáng chạy trong hài cốt vậy chứ. Cậu bảo là tất cả chuyện lớn thì là do tôi quyết định, còn việc nhỏ do cậu quyết định mà. Còn việc lớn hay việc nhỏ như thế nào thì đấy là do tôi quyết định. Rồi sao trời. Này đứng lại coi, đừng có mà chạy. What the hell? Cậu ơi, nhưng mà nó khó chơi thật đấy. Tôi tự bóp tôi rồi. Đối có bắt được tôi. Thế bây giờ chuyển sang, nếu mà tôi bắt được cậu thì là thắng á hả? Không. Thế là cậu không được bắn nha. Cậu không bắn tôi đâu. Thế tại sao tôi bắn được cậu? Bây giờ nó vừa vừa tôi. Bây giờ quá. Ai đó kìm hát cái tốc độ chạy tôi lại đi. Nó khó thật sự luôn ý. Tôi tự bóp tôi luôn. Sợ thật sự. Không hiểu sao luôn. Đây là kiểu khi mà cậu nói là kiểu nhà cậu không có ai. Cậu ơi, sang nhà tớ chơi, nhà tớ không có ai hết. Chỉ có một mình tớ ở nhà tôi. Thế là tôi kiểu phi như thế này. Thế là cậu phi đến. Thế là cậu đứng ở ngoài gọi là: Hi ơi, cậu đâu rồi? Sao cậu bảo nhà cậu không có ai ở nhà? Thế là tôi sẽ bảo: Ừ, nhà tôi làm gì có ai ở nhà. Tất nhiên là tôi cũng không ở nhà. Mẹ ơi, ai chơi thế? Cậu lục sao bắn? Thế này khó bắn lắm. Tôi dùng súng đấy, không dùng lục đâu, cậu chơi dơ quá. Ê nha, không hề nha. Cậu đã đồng ý với tớ là từ trước rồi nhá. Cậu lươn lẹ vừa thôi. Đúng này, tất cả đều đúng. Cậu là lúc nãy giờ cậu đòi tôi cho cậu dùng súng làm gì nữa. Đấy, dùng súng đi. Nhắm ăn được tôi không, gọi đây tôi bà rồ lắm. Nhưng mà tôi chóng mặt lắm cậu. Cậu đang mất tôi đây rồi này. Sao cậu yếu sinh ác vậy? Cái gì yếu sức gì vậy á? Sao cậu yếu thế nhở? Nhìn hoa hết cả mắt sẽ bắn sao rồi? Tôi có sao đâu. Tôi thì bình thường mà. Chắc cậu chơi đồ quen nhiều quen rồi đó. Cậu sai rồi, không hề nhá. Tôi không hề chơi đồ nhá. Này trông giống kiểu chơi đuổi bắt quá cậu. Hay hôm nào bọn mình chơi đuổi bắt đi. Cậu bắn tôi. Chả bắn. Ai cho cậu chơi sột ngăn? Cái gì? Thì tôi xin cậu dùng súng thôi bạn ạ. Cậu phải chơi mà bên ăn giống tôi chứ. Chạy như thằng điên. Cậu dùng sọt ngăn đấy. Thì cậu dùng sọt ngăn thì tớ phải dùng sọt ngăn chứ. Này, cậu mua bom keo làm gì? Chị dơ quá à. Cậu mua bom keo làm gì, cậu nói đi. Không biết, cậu chơi dơ quá à, không chơi đâu. Cái gì này? Thua sao lại còn như vậy á hả? Thì không thua, cậu thua đây có, cậu chơi dơ. Từ 2 phút mà cậu xin tôi mua súng nên xong thì cuối cùng cậu vẫn thua tôi là tôi biết rồi. Trời ơi, con người. Ô, cậu. Hả? Cái chế độ mới này cậu. Hả? Làm sao? Cái chế độ mới này đang bị chạy nhanh đúng không? Ừ. Giờ mà cậu đứng yên ý, cậu không chạy, cậu đứng yên một chỗ ấy, nó có hiệu ứng đẹp lắm nhá. Hiệu ứng gì? Kiểu bình thường chạy nhanh thì nó sẽ chạy nhanh đúng không? Còn cậu đứng yên hiệu ứng đẹp lắm. Đâu? Đấy, đẹp vãi trưởng, hiểu đẹp không, đẹp không? Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khó. Biết làm gì cho em khi không được bên em. Lừa rồi. Đẹp vãi, oh my god. Sao còn chơi mẩn vậy hả nghe? Đẹp quá. Gì đấy, hiểu ứng sang trận mới còn gì nữa, hiểu ứng đẹp thế còn cậu gì? Chơi không nổi tôi, cậu solo không nổi tôi thì sao bây giờ cậu như thế luôn á hả? Hiểu ứng này. Không tin được cậu như thế luôn á. Cậu mới như thế.
Cậu lươn như quỷ, dù Cậu sao lươn cũng thì phải cậu cho hiệu chế độ gì đây. Rồi mới chịu được. Cậu ơi, cậu rộn ứ chịu được. Game mới update con chim này, game mới update con chim chim ưng này đẹp vãi, ui trời ơi, đừng có mà lừa, đẹp 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 đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm. Đi lúc nãy cậu vừa lừa tôi xong, cậu tưởng cậu lừa được á? Không lừa, đẹp thật, đẹp đẹp thật. Đây cậu ơi, đây đây đâu, đứng yên mới thấy, đứng yên mới thấy này, cậu bắn tôi, đừng có không, mà đi đâu. Đây này, cậu qua cho tôi này, thật con chim ưng, cậu qua đấy mà cậu bắn tôi à? Tôi không bắn thật, không bắn. Đây cậu bắn cất đây, cậu bắn đâu, đâu con chim đâu. Đây, 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 đứng yên cho xem. Đâu? Đâu? Đây, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Cái gì? Chơi bắn ngay chưa? Chơi bắn ngay. Từ từ thôi, cậu chạy nhanh này, sao tôi bắn đâu. Chạy nhanh quá. Cậu chơi thế là cậu cũng chịu được á hả? Bây giờ tôi nhường cậu đấm mẹ. Ừ, cậu làm như tối nay giờ thì không nhường ý. Không có nhá, không có nhá. Luôn bây giờ. Tôi thắng luôn bây giờ, cậu chờ đấy, bây giờ tôi không nhường nữa đây này. Xem cái quân đoàn của cậu sắp vào tay tôi. À thế à? Chạy đi đâu, đừng có chạy nhanh như thế, không tìm được á kìa. Ai cho chơi dùng cho nên đâu, sao lúc nãy ngoài sảnh mà tôi không dùng đâu. Tôi chạy, tôi dùng có bắn đâu á. Và vẫn, đừng có chạy nữa. Cậu phải thấy cái quân đoàn của cậu. Đâu nhỉ? Đâu rồi ta? Này chơi trò trốn tìm ở trong game nè. Nào đừng có chạy coi. Bắn không lại người ta đông chạy chứ sợ chứ. Hết máu thì là chạy đấy à? Không biết. Không biết hỏi chấm. Hết máu thì đứng lại im coi. Nào có con chim đằng kia kìa nghiêng, đứng im mới thấy. Quái cả đấy. À, con chim rồi à? Chả có con chim nữa cả. Thế sao lúc nãy cậu bảo là có con chim? Sao bây giờ cậu lại bảo là không có? Ồ, này, đừng có mà như thế nhá. Cậu mà dùng bom keo nữa là tôi sẽ phạt cậu sai luật đấy. Cậu chơi lươn hơi bị nhiều rồi đấy. Lươn lẹo. Rồi, rồi. Bắn đi. Khó bắn kinh khủng ấy. Sao mọi bộ ấy á? Không làm thử tốc độ ấy. Tôi cần bắn luôn đi. Đừng có thử tốc độ. Đi dơ quá à. Sao nhở? Sao nhở? Không được, chủ quân đoàn của tôi. Cựu chủ quân đoàn. Xem nào đi. Nhỉ? Nhưng mà vào quân đoàn phải đổi tên đi, cậu không đổi tên thì không cho cậu vô đâu. Thế là không tính. Chủ quân đoàn thích làm gì thì làm. Quá chuẩn luôn. Không, chủ quân đoàn phải làm gương chứ. Đấy, cậu không có đổi tên thôi. Nếu cậu không đổi tên thôi, tôi vẫn là chủ quân đoàn. Hợp lý, hợp lý. Nào, sao chủ quân đoàn lại phải đổi tên, để tên thế nào cho được. Chủ quân đoàn phải làm gương chứ không chó nó theo cậu. Nhưng mà cái tên này theo tôi từ lúc từ xưa đến giờ cũng vì cái tên này. Thế thì thôi, cậu giữ cái tên này đi. Thế thì thôi, chủ quân đoàn, hợp lý. Ồ, thế là mình solo xong mình chẳng được cái gì á. Vào quân đoàn cũng không được vào, mà làm chủ quân đoàn cũng không được làm á hả? Ơ, chả hiểu sao luôn ấy. Lừa thật sự. 5 minutes later. À, cái con người này bây giờ lại lươn đến cái mức là bảo mình là phải đổi tên. Đổi tên mới được vào quân đoàn mà. Dăm ba cái tên sợ gì không nổi. Đổi tên chỗ nào nhỉ? Cái gì GDB ăn đi đây? Gì đây? Nói sao bây giờ thế nào, đổi tên rồi đây. Đổi thật luôn ạ. Chứ gì nữa kìa. Cậu này, cậu nhất định phải vô quân đoàn cấp để tôi phải dẫn ra quân đoàn cậu. Không hề tham lam. Cái thứ mà solo không thắng người ta gọi là gì? Ngu dốt. Thế xong rồi thua, phải chuyển đổi chủ quân đoàn cho người ta gọi là cái gì? Còn cái nịt. Rồi đây của cậu tất cả của cậu.
Không chơi game nữa đâu. Ý chơi nữa nghỉ game đây mày ơi. Rồi vậy. Ta 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 ta. Na 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 na. Mọi người à quên. Nghiêm ơi Nghiêm, Nghiêm nhìn thấy cái chữ gì? Ờ song song với tên của Hi không Nghiêm? Bây giờ coi như là cậu cũng biết thực hiện lời hứa đấy. Ít nhất cậu còn là một người đàn ông chân chính. Tôi còn tưởng cậu không định thực hiện lời hứa của cậu thì chịu luôn á. Không biết. Cậu chỉ dơ. Cậu chỉ bật. Thế thì cậu hôm nào đi. Thế thì hôm nào lên cảm thấy đau khổ thì solo lại để mà giành tôi... trước sủ quân đoàn nhá. Chắc chắn là tôi phải trả thù. Nhục quá. Nhục quá. Ok. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn nhớ sub kênh cho mình, cho mình một nút like và một lượt bình luận ở dưới mỗi video nếu yêu cầu mình làm một điều gì đấy nhá. Bye bye. Cảm ơn các bạn xem hết video. Hẹn các bạn ở các video lần sau nha.